Anh nghĩ như thế nào về một người yêu có sinh lý cao? Bình thường, tại anh cũng ít, tại anh cũng ít. Đừng để ăn mà cũng cái lộn đó. Mọi người sao vậy? Con thích mì ấy không? Không thích. Thì anh cũng không thích mì ấy đâu nha. Nhưng mà thích cái ý trong cái mì đưa qua gì nè. Là trong nội vòng 24 tiếng của ngày mai thôi. Không nói chuyện với gì. Vì nếu mà có đi xa hơn mà cãi nhau thế này là không được. Chứ không phải như em nghĩ là anh đang đang khó chịu hay là ghét bỏ gì về ảnh mà anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Em đâu nói ghét bỏ gì đâu. Nhưng mà em không biết là anh đang cho anh ấy cơ hội và em không biết, em chưa hề nói những gì em chưa biết luôn. Những người thích anh cũng không được quan tâm như vậy luôn. Nếu như ơi, cái việc quan tâm cái việc là em ơi làm đi. Em ơi nhớ là đi rượu chén nha.